Xin chào, mình là Ngân và chào mừng các bạn đã quay trở lại với topic chơi gì tháng này của HelloShop. Tháng 9 vừa qua hẳn là một tháng cực kỳ sôi nổi đối với các anh em game thủ khi mà cả hai chiếc máy game thế hệ mới đều đã được public những cái thông tin cần thiết, đúng không nào? Thế nhưng mà trong tháng 10 này vẫn sẽ có rất nhiều tựa game được mong đợi trên cả hệ máy hiện tại. Vậy nên là hãy cùng mình xem hết video này để biết được đâu là những tựa game đáng chú ý sắp tới nhé. Mở đầu danh sách chính là Super Mario Bros. 35 sẽ được phát hành vào đầu tháng 10 tới đây, độc quyền trên hệ máy Switch. Nintendo luôn nổi tiếng với phong cách mới lạ trong thể loại Battle Royale, điển hình là tựa game Tetris 99. Thì cũng trong Super Mario Bros. 35 này, người chơi sẽ được đưa vào một vòng đua với 34 người chơi khác để giành chiến thắng. Đây là bản game kỷ niệm của Nintendo nhân dịp 35 năm phát triển Super Mario Bros. Và nó sẽ chỉ được chơi đến cuối tháng 3 năm 2021 mà thôi. Được ra mắt vào ngày 2 tháng 10 năm nay trên cả hai nền tảng PS4 và Xbox One, Crash Bandicoot phần 4 It's About Time sẽ cho người chơi chúng ta vào vai nhân vật Crash và Coco. Cả hai nhân vật này thì đều có khả năng trượt cũng như là xoay vòng để né tránh những cái vật cản ở trong game. Cá nhân mình đánh giá đây là một tựa game rất là vui nhộn, màu sắc cũng tươi sáng nên là sẽ thích hợp cho những bạn nào yêu thích thể loại đi cảnh này đấy. Những hình ảnh mà bạn đang xem không nhầm đâu. Đúng, đây là một tựa game cho phép bạn hóa thân thành mấy cái chiếc bánh ngọt ngào, sau đó thì đánh nhau túi bụi. Ra mắt vào ngày 15 tháng 10 trên các nền tảng Xbox One và PS4. Trong Cupcake, bạn sẽ vào vai một món bánh yêu thích, có thể là một chiếc cupcake xinh xắn, một màu bánh crepe tinh nghịch. Và tất cả những gì bạn cần làm đó là battle với nhau để giành được phần thưởng ngọt ngào ở trong trò chơi này. Bạn là một fan của Ben 10. Bạn đã từng có ước mơ trở thành cậu bé siêu nhân có thể biến hóa thành 10 kiểu quái nhân khác nhau. Chúc mừng vì tựa game tiếp sau đây sẽ cho bạn một chuyến đi trở về tuổi thơ. Ben 10 Power Trip sẽ được ra mắt vào ngày 9 tháng 10 trên cả 3 nền tảng PS4, Xbox One và Switch. Hãy cùng vào vai anh hùng nhỏ này cùng chiếc Omni Street để cứu thế giới khỏi thế lực tà ác của ác quỷ Hex cùng những loài quái vật khác nhé. Không phải là Cyberpunk 2077 nhưng lại nhìn khá giống với tựa game đang được mong đợi này, vì đây vốn là một game theo phong cách Cyberpunk, đó là Ghost Runner. Được ra mắt vào ngày 27 tháng 10 trên 3 hệ máy PS4, Xbox One và Switch, đây sẽ là một game thích hợp cho những bạn nào yêu thích thể loại hành động trong bối cảnh thế giới tương lai viễn tưởng. Người chơi sẽ vào vai một người duy nhất có thể chiến đấu trong thế giới thật và ảo với mục đích là đánh bại kẻ đứng đầu Keymaster. Cơ chế cốt lõi của trò chơi là One Hit One Kill, vậy nên là những pha đánh nhau ở trong Ghost Runner cũng cho chúng ta cảm giác đã mắt khi chiến game. Cũng mang cho mình phong cách Cyberpunk, tựa game tiếp theo mình muốn giới thiệu đến các bạn đó chính là Transient. Mặc dù chưa có ngày ra mắt chính thức cho hai hệ máy PS4 lẫn Xbox One, chỉ biết là game sẽ có mặt vào tháng 10 tới, thế nhưng mà Transient lại để cho mình một cái ấn tượng khá là đặc biệt sau khi xem qua trailer của nó. Lấy bối cảnh tương lai hậu tận thế, những người sống sót còn lại sẽ được tập trung vào một tòa nhà kính, bảo vệ họ khỏi môi trường khắc nghiệt ở thế giới bên ngoài. Cũng chính tại đây thì một thành viên của nhóm hacker có tên là Odin đã vô tình bắt gặp một sự thật đáng sợ có thể phá hủy sự an toàn của tất cả mọi người và của chính anh ta. Hãy cùng chờ đón Transient trong tháng 10 tới nhé! Ra mắt vào ngày 8 tháng 10 trên hệ máy Switch, I Am Dead là một tựa game giải đố đáng chú ý mà mình highly recommend các bạn hãy trải nghiệm một lần. Nếu để mô tả tựa game này bằng một từ, mình sẽ chọn từ đẹp, vì đây vừa là một trò chơi có đồ họa dễ nhìn, đẹp theo kiểu dễ chịu chứ không phải là so với các tựa game AAA khác. Ngoài ra, sự đẹp của I Am Dead còn nằm ở nội dung cốt truyện mà nó mang đến cho người chơi chúng ta nữa. Cũng là một tựa game giải đố được phát hành vào ngày 27 tháng 10 trên hệ máy PS4. Kotor sẽ mang đến cho người chơi chúng ta một trải nghiệm giải đố khác biệt hơn những trò chơi giải đố khác. Mình đã từng đề cập đến Kotor trong danh sách những tựa game indie sẽ xuất hiện trong PS5. Thế nhưng mà may mắn thay là lần này người chơi PS4 cũng có cơ hội được trải nghiệm nó. Phong cách đồ họa có một chút dễ thương, hoạt hình, giúp cho người chơi cũng như là người xem có cảm giác thoải mái để tận hưởng trò chơi này. Những câu đố ở trong Kotor cũng không quá khó, bạn chỉ cần xoay các ô bản đồ để mở ra những không gian mới, khám phá những vùng đất mới trong game mà thôi. Nếu đang xem những hình ảnh này và bạn cảm thấy khá là quen thuộc thì đúng vậy, vì The Survivalist cũng được phát triển bởi Team 17 nên là những nhân vật trong tựa game này cũng là những nhân vật đã xuất hiện trong tựa game co-op trốn tù The Escapist
Lần này thì The Survivalist sẽ đưa người chơi chúng ta đến một hòn đảo nhiệt đới và nhiệm vụ của chúng ta đơn giản là sinh tồn trên hòn đảo này. Trò chơi vẫn có chế độ chơi co-op như hai phiên bản trốn tù trước. Phong cách đồ họa đặc trưng của Team 17 cũng là một điểm mình đánh giá rất là lầy lội, khiến cho việc chơi nó cũng vui nhộn hơn. The Survivalist sẽ được phát hành vào ngày 9 tháng 10 trên các nền tảng PS4, Xbox One và Switch. Hãy cùng hội bạn thân sinh tồn theo phong cách hoàn toàn mới nhé! Tháng 10 là một dịp hoàn hảo cho chủ đề kinh dị, một chủ đề mà ai cũng sợ nhưng mà vẫn bị cuốn vào chơi vì cảm giác hồi hộp, bí ẩn mà nó mang lại. Và sau đây là loạt game kinh dị được mong đợi trong thời gian sắp tới. Mở đầu danh sách sẽ là một tựa game hơi quen thuộc một chút, Remodel Broken Porcelain, ra mắt vào ngày 20 tháng 10 trên cả 3 hệ máy, PS4, Xbox One và Switch. Người chơi sẽ được trải nghiệm lại tựa game ám ảnh một thời này. Ở bản chơi mới Broken Porcelain, yếu tố kinh dị vẫn đánh theo hướng tâm lý là chủ yếu. Nhà phát triển game đã mô tả nội dung cốt lõi của phần game này là về một phụ nữ đang cố thoát ra những kẻ áp bức mình. Nếu bạn đã từng trải nghiệm qua phần game trước đó của Remodel, thì Broken Porcelain được kỳ vọng là sẽ cho người chơi cảm giác kinh hoàng gấp đôi. Nổi tiếng trong làng game kinh dị và luôn có mặt trong nhiều danh sách các game kinh dị đáng chơi, Amnesia lần này sẽ ra mắt một bản game mới với tên gọi là Rebirth. Cũng phát hành vào ngày 20 tháng 10 nhưng chỉ trên hệ máy PS4, người chơi lần này sẽ vào vai Tassi Trianon, tỉnh giấc tại sa mạc Algeria. Người chơi phải giải các câu đố để thoát khỏi những cái sinh vật bí ẩn đang đuổi theo mình và tìm lối thoát cho cả bản thân nữa. Được phát triển bởi Supermassive Game, nhà phát triển quá nổi tiếng với tựa game Until Dawn, và ngày 30 tháng 10 này họ sẽ mang đến cho chúng ta The Dog Picture Little Hope trên hệ máy PS4 và Xbox One. Tựa game sẽ xoay quanh câu chuyện 4 sinh viên và giáo viên của họ bị mắc kẹt trong một thị trấn hẻo lánh. Đúng với tên của tựa game, hy vọng là rất nhỏ nhoi và có thể trở thành tuyệt vọng khi mà các nhân vật trong đó phải ra sức tìm kiếm đường để thoát ra khỏi khu vực đầy bí ẩn này. Lạ lõng, cô độc, cảm thấy bị đe dọa là những cảm giác bạn sẽ cảm nhận được ở phần chơi Little Hope. Thay vì xách giỏ đi xin kẹo trong đêm Halloween, sao bạn không thử trải nghiệm cảm giác rùng rợn cùng The Dog Picture Little Hope vào ngày 30 tháng 10 tới. Ngoài các thể loại game kể trên thì chúng ta cũng không thể nào thiếu tựa game thể thao. Đứng đầu danh sách lần này không ai có thể xứng đáng hơn, đó chính là FIFA 21. Sẽ ra mắt vào ngày 9 tháng 10 trên PS4, Xbox One và Switch. Ngay từ những giây đầu tiên của trailer, FIFA 21 đã khiến người xem thốt lên rằng quá đẹp cả về mặt hình ảnh và gameplay. Bọn mình cũng đã có một video nói về FIFA 21 chi tiết hơn và mình sẽ để link ở góc bên phải này cho mọi người dễ tham khảo game nhé. Mãi thì mình mới tìm được một tựa game đua xe mô tô cực đẹp mắt và hấp dẫn để đưa đến các bạn. Tựa game Drive phần 4 phát hành vào ngày 8 tháng 10 trên PS4 và Xbox One, hứa hẹn sẽ mang đến cho người chơi đam mê môn thể thao mạo hiểm này những hình ảnh đẹp mắt, lôi cuốn và những pha cua xe đầy khét lẹ. Nếu bạn là một người đam mê tốc độ, thích mô tô và bao cua cực gắt thì Drive phần thứ 4 này sẽ là một tựa game cực hoàn hảo dành cho bạn. Tựa game cuối cùng kết thúc danh sách ngày hôm nay, NHL 21 sẽ được ra mắt vào ngày 16 tháng 10 trên cả PS4 và Xbox One. Người chơi sẽ được trải nghiệm môn thể thao khúc gôn cầu cực quen thuộc mà chúng ta luôn bắt gặp ở những bộ phim nước ngoài. Đồ họa cực kỳ chân thật là những gì mà mình có thể đánh giá về NHL 21. Ngoài ra thì tựa game cũng cho phép người chơi chơi với chế độ multiplayer. Chúng ta sẽ có cơ hội chơi cùng bạn bè của mình hoặc là thi đấu cùng nhau ở hai đội riêng biệt. Và đó là những tựa game nổi bật sẽ được ra mắt trong tháng 10 này. Cũng chỉ còn vài tháng nữa thôi là chúng ta sẽ được tận mắt, tận tay chạm vào hai chiếc console Xbox Series X và PS5. Vậy nên là đừng quên subscribe kênh của bọn mình để luôn nhận được những nội dung cực hấp dẫn về bộ đôi gaming console này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.